Hello, em đi từ tấm hoa Chí Linh xin gửi lời chào các bác nhá. Buổi chiều nay lên sóng giới thiệu đến các bác một cặp súp đơn Mỹ xịn vừa về đây, một cặp súp đơn bát mặt bát 50. Đấy, đến từ hãng PV. Đấy, bên em vừa về được cặp súp đơn Mỹ xịn này các bác. Em vừa cắt bao rồi các bác này. Đấy, đẹp xuất sắc các bác nhá. Đấy, một cặp súp phải nói là zin nguyên bản 100%. Bên em vừa cắt bến. Một cặp súp Mỹ xịn PV, model của nó là SP118, sản xuất tại Mỹ, là made in USA. Đấy, công suất max 1200, chở kháng 8 ohm này các bác. Đấy, thiết kế 3 cổng rắc kết nối vào 26 ly và 1 lưu trích. Đấy, hàng Mỹ xịn các bác nhá. Đấy, một cặp này. Đấy, tình trạng đẹp xuất sắc. Con này sử dụng bát 50 từ 12 côn 100, thùng gỗ bọc lì, nó còn zin nguyên bản 100% các bác nhá. Đây là côn tây các bác này. Đấy, zin côn tây nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy nó khôn không? Đấy, côn tây nó rất là khôn. Đấy, côn dây dẹt các bác nhá, côn dây dẹt nhỏ xíu luôn. Đấy, màng nó có sơ di này. Đấy, con này nó cho ra cái giải bát của nó rất là mềm các bác, mềm như bún các bác nhá. Đấy, PV. Đấy, hàng nguyên zin nguyên bản 100%. Đấy, hàng bên đã có tuyển về là bao nguyên zin nguyên bản 100% cho các bác nhá. Đây là từ 220 đây. Đấy, cái sắt từ này. Đấy. Đấy. Anh em mà không có chuyên môn chúng ta không nên tháo ra nhá. Đấy, tháo ra các bác lắp vào là nó chạm côn các bác nhá. Đấy, không có chuyên môn là chúng ta không nên tự ý tháo ra các bác nhá. Đấy. Và đây là một cặp súp bên em vừa về, hàng Mỹ xịn sò. Đấy, bao đẹp, bao nguyên zin nguyên bản 100%. Đấy, súp PV bát mặt bát 50. Logo SP. Thiết kế 4 lỗ thoát hơi. Đấy. Căng lưới sắt tầng ong. Logo PV. Trên này có cái ngõng cắm cọc và phun các bác nhá. Đấy, các bác đánh một cặp phun các bác cắm lên trên. Đấy, tình trạng đẹp, thiếu thùng xốp thôi. Cặp súp này thì bên em đang có mức giá đầu tư rất tốt, 10 triệu các bác nhá. Đấy, nó zin như thế này. Đấy, bên em bao zin như thế này này. Đấy, zin tây các bác nhá. Đấy, 10 triệu một quả. Các bác anh em nào có nhu cầu một quả súp Mỹ xịn bát 50 PV 1 SP118 này liên hệ với em nhá. Đấy, mọi nhu cầu mua sắm các bạn anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974 637 646 hoặc 0918249265. Ở địa chỉ bên em tại đường Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Thiết kế hai bánh xe phía sau có này. Đấy. Rồi, các bạn anh em nào có nhu cầu một quả súp Mỹ xịn PV bát mà bát 50 liên hệ với em nhá.